Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp thẩm tra cho ý kiến về các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tham dự buổi họp có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Các thành viên dự họp đã trao đổi thảo luận và cho ý kiến về tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, điều chỉnh bổ sung kinh phí đền bù giải tỏa tại phường Hoa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Theo đó, điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù giải tỏa với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung là hơn 366 tỷ đồng. Nguồn vốn cho dự án sau điều chỉnh bổ sung từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các dự án từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực đầu tư các cơ sở bảo trợ xã hội, đào tạo và dạy nghề, kết nối và giải quyết việc làm và nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.